Trong video trước, chúng ta đã nói rằng để châm lửa cho phản ứng nhiệt hạch, cần ba yếu tố, nhiệt độ, mật độ và thời gian giam giữ, hay còn gọi là thời gian duy trì phản ứng, chỉ khi tích số của ba yếu tố này đạt đến một giá trị nhất định, cụ thể là khoảng 10 mũ 21, thì nhiên liệu nhiệt hạch mới có thể tự duy trì quá trình cháy của nó. Lúc này, năng lượng đầu ra sẽ cao gấp ít nhất 20 lần năng lượng đầu vào, và đó chính là lúc phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát được một cách thực sự. Tạm gác lại chuyện nhiệt độ và mật độ, chúng ta tập trung vào yếu tố thứ ba, thời gian giam giữ. Điều này có nghĩa là ta cần giữ cho nhiên liệu nhiệt hạch không bị thất thoát năng lượng trong một khoảng thời gian đủ dài, đến khi nó tự tạo đủ năng lượng để duy trì quá trình cháy. Về mặt lý thuyết, Nghe có vẻ đơn giản, bạn tìm một cái bình kín khí, cho hỗn hợp đu ti diêm và chi tiêm vào, sau đó bật lửa đốt lên và bùm, phản ứng bắt đầu. Nếu ta không dùng đến áp suất quá lớn, thì nhiệt độ cần thiết để phản ứng xảy ra là khoảng hơn 100 triệu độ C. Vậy mức nhiệt này kinh khủng cỡ nào? Nó gấp 10 lần nhiệt độ lõi mặt trời và trên trái đất, không có bất kỳ vật chất nào chịu nổi mức nhiệt này. Vậy thì phải làm sao? Tin tốt là, ở nhiệt độ cao như thế, vật chất không còn tồn tại ở ba trạng thái thông thường, rắn lỏng khí, mà sẽ chuyển thành plasma. Trạng thái thứ tư, nếu bạn còn nhớ về động cơ điện plasma, thì plasma chính là trạng thái mà cấu trúc nguyên tử bị phá vỡ, electron tách khỏi hạt nhân, tạo thành một hỗn hợp gồm các electron và hạt nhân chuyển động cực nhanh. Đã là các hạt mang điện, electron âm, hạt nhân dương thì dễ xử rồi, vì có một thứ trong vũ trụ này có thể điều khiển vật chất mang điện, không phải magneto mà là từ trường. Bằng cách dùng từ trường, ta có thể có thể tạo ra một lồng từ để giữ plasma ở nhiệt độ hàng trăm triệu độ mà không cho nó chạm vào bất kỳ vật liệu nào bên ngoài. Trong điều kiện này, các hạt deuterium và tiêm có thể va chạm, kết hợp và sinh ra năng lượng. Đó chính là nguyên lý cơ bản của nhiệt hạch bằng từ trường. Thông thường, đến đây thì các video khoa học sẽ kết thúc, nhưng nếu bạn đã quen với phong cách của mình thì biết rồi đấy, mình mắc một chứng bệnh nan y là không đào sâu không chịu được, nên nếu bạn cũng cùng hội cùng thuyền thì hãy cùng mình tiếp tục khám phá sâu hơn, từ trường thực sự đã làm gì để kiểm soát nhiệt hạch. Nhưng trước khi tiếp tục, ta cần ôn lại một khái niệm quan trọng, lực login, khái niệm này không hề xa lạ, nếu bạn còn nhớ thì vật lý lớp 11 đã từng đề cập đến nó, và bây giờ, hãy cùng làm rõ lại một lần nữa, theo cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Giả sử bạn có một cặp nam châm, bạn đặt chúng tại đây, chúng sẽ tạo ra một từ trường. Từ trường này có thể hình dung như những đường sức từ chạy từ cực Bắc đến cực Nam như thế này đây. Bây giờ, một electron bay từ phía này tới, cố gắng băng qua vùng có từ trường. Khi nó vừa chui vào vùng từ trường, nó sẽ cảm nhận một lực tác động lên bên sườn, một lực vuông góc với đường sức từ. Lực đó chính là lực Lozin. Điều thú vị về lực login là nó luôn vuông góc với hướng chuyển động của hạt mang điện, nói đơn giản, giống như bạn đang chạy bộ mà lúc nào cũng có một chị gái đứng bên cạnh, kéo bạn sang một bên vậy, bạn còn chạy thẳng được không? Không đời nào. Nhờ vào sự nhiệt tình của chị gái kia, bạn bắt đầu lệch hướng, và cuối cùng là chạy vòng vòng, hạt mang điện cũng vậy thôi, dưới tác dụng của lực Lorenz, chúng sẽ bắt đầu quay tròn quanh các đường sức từ, và từ đó, từ trường có thể giữ được các hạt mang điện trong một vùng không gian nhất định. Mà bạn nhớ nhé, toàn bộ plasma đều là tập hợp của các hạt mang điện, electron và ion, vậy nên, nếu ta dựng một hệ thống nam châm điện, tạo ra từ trường như mô tả, thì các hạt trong plasma sẽ bị buộc phải quay vòng quanh các đường sức từ và bị giữ lại gần vùng có từ trường, nghe ngon đúng không? Nhưng tiếc là thiết kế này chưa hoàn hảo. Vì lực login có một điểm yếu chí mạng, nó chỉ tác động khi hạt di chuyển vuông góc với đường sức từ, còn nếu hạt lại di chuyển song song với đường sức từ thì từ trường bó tay, không làm gì được. Thế nên, nếu một hạt nào đó bay chéo một chút thì nó sẽ vừa quay vòng vừa trôi dọc theo đường sức từ mà bạn biết rồi đó trong thực tế thì hướng chuyển động của hạt đâu có ai bảo nó phải vuông góc chuẩn chỉnh phần lớn các hạt đều bay chéo chéo cả thôi kết quả phần lớn hạt sẽ từ từ trôi theo hai đầu của lồng từ rồi thoát ra ngoài cái lồng này bị xì hai đầu rồi giờ phải làm sao đây thông minh lanh lợi như bạn chắc hẳn đã nghĩ ra rồi nếu hai đầu ống bị xì thì ta nối hai đầu lại làm nó thành một vòng tròn giống như phao cứu sinh có phải là hết xì rồi không chuẩn không cần chỉnh trong một cấu trúc hình vòng như vậy các đường sức tử cũng trở thành một vòng khép kín miễn là bạn vẫn di chuyển dọc theo đường sức tử thì bạn sẽ không bao giờ thoát ra ngoài được nữa nhưng vấn đề mới lại xuất hiện trong cấu trúc hình vòng tròn này cường độ từ trường không đồng đều ở phía bên trong vòng từ trường mạnh hơn ở phía bên ngoài vòng từ trường yếu hơn nói theo ngôn ngữ chuyên môn thì có một cơ dây điên từ trường tức là cường độ từ trường thay đổi theo vị trí và trong một từ trường không đồng đều như vậy các hạt mang điện sẽ bắt đầu bị trôi trôi về đâu chính là theo hướng vuông góc với đường sức từ và cơ dây điên từ trường thôi đừng ôm đầu tính toán nữa tôi nói thẳng cho nhanh chúng bắt đầu trôi lên và xuống Vậy là, electron trôi theo một hướng, hạt nhân trôi theo hướng ngược lại, kết quả điện tích dương và âm bị tách ra hoàn toàn, hình thành nên một điện trường theo phương vuông góc với mặt phẳng vòng tròn, khi đã có điện trường vuông góc với từ trường, lại sinh ra một hiện tượng mới, các hạt lại tiếp tục bị đẩy theo một hướng thứ ba, vuông góc với cả hai. Tóm lại là gì? Sau hàng loạt tương tác vật lý phức tạp, plasma tản ra hết sạch, toàn bộ quá trình nghe thì có vẻ dài dòng, nhưng thực chất diễn ra trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, chỉ trong chớp mắt. Nói thế để thấy điều gì? Ở ờ thì, chỉ để bạn thấy rằng, chúng ta vừa dành ra 2 phút để cùng bóc tách. Vì sao plasma sổng chuồng, còn bạn thì vừa kiên nhẫn nghe một người không thể ngừng giải thích. Điều này cho thấy rằng, chỉ một từ trường hình vòng đơn thuần thì không thể hiệu quả trong việc khống chế plasma. Lúc này, các nhà khoa học liên số cũ đã nghĩ ra một giải pháp. Nếu chúng ta đặt một bộ cuộn dây ở giữa vòng và cho dòng điện chạy qua, nó sẽ tạo ra một từ trường biến thiên liên tục. Plasma bên trong vòng sẽ cảm ứng với từ trường này và sinh ra một dòng điện chạy quanh vòng, đúng vậy, đây chính là nguyên lý hoạt động của máy biến áp, chỉ khác ở chỗ, cuộn thứ cấp không phải là dây dẫn thông thường mà chính là plasma, tác dụng thì vẫn như nhau. Phần nguyên lý biến áp, nếu bạn chưa nắm rõ thì có thể bỏ qua, chỉ cần hiểu rằng khi đặt cuộn dây ở giữa vòng, plasma sẽ sinh ra một dòng điện chạy theo hướng vòng tròn là được dòng điện này lại tiếp tục sinh ra một từ trường mới và hướng của từ trường này xoắn quanh dòng điện khi từ trường mới trộn với từ trường ban đầu các đường sức từ vốn có dạng vòng sẽ bị xoắn lại thành hình xoáy như dây thừng và đây chính là điểm mấu chốt khi các đường sức từ bị vạn xoắn như vậy sự trôi giạt có định hướng của các hạt mang điện sẽ bị triệt tiêu vì hướng trôi thay đổi liên tục lúc lên lúc xuống lúc vào trong lúc ra ngoài kết quả là các hạt mang điện bị giới hạn trong các bề mặt từ trường có hình xoắn ốc tạo thành vùng giới hạn hiệu quả. Dựa trên thiết kế này, người ta thêm một hệ cuộn dây ở phía ngoài để tạo ra một từ trường theo phương thẳng đứng, giúp kiểm soát hình dạng và kích thước của vòng plasma. Muốn vòng lớn hơn thì giảm cường độ, muốn vòng nhỏ lại thì tăng cường độ. Và thế là, với sự kết hợp của ba hệ từ trường, plasma đã được khống chế một cách tương đối ổn định. Hệ thống kết hợp ba từ trường này chính là thiết kế nổi tiếng thế giới mang tên thâu ca mạc. Từ những năm 1950, các nhà khoa học Liên Xô đã bắt đầu nghiên cứu về thâu ca mạc, đến năm 1968, họ đã phát triển đến thế hệ thứ ba, chính là thâu ca mạc Tiba nổi tiếng. Trên thiết bị ti ba này, họ đã đạt được nhiệt độ electron là 600 electron vô. Nếu quy đổi ra nhiệt độ, thì tương đương khoảng hơn 6 triệu độ C. Mức nhiệt này vượt qua cả giới hạn lý thuyết được công nhận thời điểm đó. Vì vậy, khi họ công bố kết quả này, tại hội nghị Nova năm 1968, các nước phương Tây không tin nổi. Thế là, người Anh mang theo thiết bị đo hiện đại nhất lúc bấy giờ, đến để bắc phốt, nhưng kết quả thế nào, chính người Anh đó lại, và thu được nhiệt độ lên đến 1000 electron volt, cao gần gấp đôi so với báo cáo của phía Liên Xô, cú sốc này khiến cả thế giới phải ngồi không yên. Các nhóm nghiên cứu ở phương Tây lập tức tháo bỏ các thiết bị cũ của mình và bắt đầu xây dựng thâu ca mạc, và thế là họ bắt đầu theo đuổi thâu ca mạc suốt 50 năm. Vậy trong 50 năm đó, họ đã làm được gì? đầu tiên họ phát hiện ra một thứ gọi là định luật định chuẩn hiểu đơn giản thế này công suất năng lượng đầu ra của thâu ca mạc phụ thuộc vào ba thông số chính một bán kính lớn là bán kính của vành plasma tức là kích thước vòng hai bán kính nhỏ là bán kính tiết diện vòng tức là vòng đó dày bao nhiêu ba cường độ từ trường tức là từ trường mạnh hay yếu ba thông số này cũng quy định cường độ dòng điện bên trong plasma bán kính nhỏ và dòng điện plasma lại quyết định mật độ cực hạn tất cả các yếu tố trên cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thời gian giam giữ năng lượng. Mà như ta đã biết, nhiệt độ, mật độ và thời gian giam giữ nếu nhân lại sẽ cho ra chip Popper giá đất. Chỉ số 3 nhân của phản ứng nhiệt hạch, chip giá đất đạt đến giá trị 10 mũ 21 là điều kiện cần để đạt tự duy trì cháy, nghĩa là phản ứng nhiệt hạch có thể tự tiếp tục mà không cần bơm thêm năng lượng bên ngoài. Điều này cho thấy điều gì? Thứ nhất, đối với một thiết bị thâu ca mạc, kích thước càng lớn thì khả năng giam giữ năng lượng càng tốt, từ đó khả năng đạt tới điều kiện mùi phản ứng nhiệt hạch càng cao thứ hai nếu ta biết được bán kính lớn bán kính nhỏ và cường độ từ trường của một thâu ca mạc thì hoàn toàn có thể dự đoán gần đúng giá trị chip popo giá đất ba nhân tố quan trọng của phản ứng nhiệt hạch và như thế, ta cũng có thể ước lượng được thiết bị đó, có đạt được điều kiện mùi nhiệt hạch hay không, việc này cũng giống như bạn biết chiều cao và cân nặng của một người, thì có thể suy ra họ mặc vừa cỡ quần áo nào, đơn giản là vậy. Ngược lại, nếu mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đạt được mùi phản ứng nhiệt hạch, thì thông qua tính toán, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được phải xây dựng một thâu ca mặc lớn đến mức nào, vậy tại sao suốt 50 năm qua, con người vẫn chưa chế tạo được một thâu ca mặc nào thực sự đạt được môi phản ứng nhiệt hạch? Lý do là vì tất cả các thiết bị thâu ca mạc trước đây không được thiết kế với mục tiêu đạt đến trạng thái đánh lửa phản ứng nhiệt hạch. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đặc tính cơ học của plasma quá phức tạp, phức tạp đến mức con người hầu như không có mô hình lý thuyết nào có thể hoàn toàn dự đoán được hành vi của nó. Vì vậy, phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát thực chất là một ngành khoa học dựa vào thực nghiệm. Những gì chúng ta có thể làm là xây dựng thiết bị, tiến hành thí nghiệm, ghi lại dữ liệu, cải tiến thiết bị, rồi tiếp tục thử nghiệm sau đó mang những dữ liệu và phương pháp hiệu của áp dụng cho thiết bị lớn hơn nói đơn giản xây thiết bị làm thí nghiệm lấy dữ liệu tháo thiết bị xây cái to hơn quá trình này chẳng khác gì chơi game bạn phải không ngừng cày quái để lên cấp tích lũy đủ kinh nghiệm thì mới đủ sức đối đầu với con trùng cuối trước khi đủ trình để phá đảo bạn buộc phải dùng đồ sơ cấp cày từng chút một tích từng điểm kinh nghiệm cho đến khi đủ cấp bạn mới có thể chế tạo bộ trang bị tối thượng để bước vào trận chiến cuối cùng Tuy nhiên, đến những năm 1980, sau khi cái quốc không ngừng nghỉ để tích lũy kinh nghiệm, nhân loại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, khi nhiệt độ tăng lên, hiện tượng truyền nhiệt bất thường trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nói cách khác nhiệt độ càng cao thì plasma càng khó bị giam giữ. Theo các định luật thực nghiệm và dữ liệu thời đó, muốn đạt được điều kiện đánh lửa cho phản ứng nhiệt hạch, ta cần xây dựng một thiết bị có quy mô cực kỳ lớn và tốn một lượng tiền cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều, nhiều đến mức mọi người chơi đều lắc đầu ngao ngán, chịu không nổi. Tới đây, con đường từ trường giam giữ plasma từng chừng đã đi đến ngõ cụt, nhưng rồi nam chính từ trên trời rơi xuống đã xuất hiện. Thời điểm đó, một chàng trai trẻ người Đức tên là Gokner đang làm thí nghiệm trên thiết bị ASDIS anh phát hiện ra rằng kết quả trong các lần thí nghiệm khác nhau dao động rất thất thường, lúc thì chỉ số là 2,5, lúc lại vọt lên 4. Các đồng nghiệp xung quanh, có lẽ giỏi toán hơn, đã chọn cách làm tròn tâm linh, cộng hai số lại chia đôi rồi coi như xong chuyện. Chỉ có Wagner, anh chàng thật thà này, lại chịu khó ghi chép từng con số một cách cẩn thận, và chính sự nhiệt tình ngu ngừa ấy lại dẫn đến một khám phá mang tính lịch sử. Anh đã phát hiện ra một trạng thái ràng buộc plasma mới có khả năng giữ năng lượng tốt hơn, gọi là Edmode. Phát hiện này như ánh sáng xé tan mây mù, cứu vớt hy vọng của ngành nhiệt hạch bằng từ trường, nó trở thành bước ngoặt, làm thay đổi lịch sử của phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát bằng phương pháp thâu ca mạc. S1 là gì? Nói một cách đơn giản, đó là khi năng lượng đầu vào từ bên ngoài, vượt qua một ngưỡng nhất định, khả năng giam giữ của plasma bỗng nhiên được cải thiện rõ rệt. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một dạp chiếu phim, nơi mọi người đột ngột trên nhau lao ra cửa, thế là tắc nghẽn. Tương tự, khi đạt đến chế độ S, khả năng giữ năng lượng của plasma tăng lên gần gấp đôi với bước đột phá này những mục tiêu tưởng chừng xa vời cuối cùng cũng trở nên khả thi cùng lúc đó người ta còn phát hiện hình dạng mặt cắt ngang của plasma có ảnh hưởng lớn đến khả năng giam giữ nếu ta kéo dài hình dạng nó theo hướng từ trên xuống dưới biến nó thành hình giống hạt lạc khả năng giam giữ sẽ tiếp tục được cải thiện và quan trọng hơn việc kéo dán này khiến một số mặt từ ở hai đầu bị xé toạc hình thành các kênh đặc biệt chính là nơi nạp nhiên liệu mới và thải cho heli đây chính là thiết bị phân lọc biên dưới loạt phát hiện quan trọng này, Mỹ, Liên Xô, Châu Âu và Nhật Bản đều phát triển thành công thế hệ thâu ca mạc thứ ba của riêng mình. Mỹ có TSTA, đạt công suất phản ứng nhiệt hạch trên 10 MW, chơi y của châu Âu, thậm chí đạt tới 16 MW. Nhật Bản, do là quốc gia bại trận sau Thế chiến 2, không được phép sử dụng chi tiêm, nên chỉ có thể tiến hành phản ứng nhiệt hạch dutizium và dutizium, Tuy nhiên, tại JT60, họ đã đạt hiệu suất tương đương với phản ứng đút y diêm và chi tiêm, có kêu bằng 1,25, tức là đầu ra cao hơn đầu vào. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là phản ứng nhiệt hạch cuối cùng cũng đã cho ra nhiều năng lượng hơn mức đầu vào. Cụ thể, đưa vào một phần năng lượng, thu lại 1,25 phần năng lượng. Đây là cột mốc rất quan trọng cả ba thiết bị này đều đạt nhiệt độ ion từ 200 đến 400 triệu độ C. Về phần Liên Xô, thiết bị T-15 không may ra đời ngay thời điểm Liên Xô tàn giã, nước Nga lúc đó quá nghèo, không đủ tiền tiếp tục nghiên cứu nên đánh gác lại. Tuy nhiên, T-7, một thâu ca mà cũ sử dụng công nghệ siêu dẫn, lại được Trung Quốc đổi về nước chỉ với một lô áo lông vu, trị giá 500.000 đô la Mỹ, tương đương một căn hộ tầm trung ở quận Thủ Đức. Dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ Ti 7 Trung Quốc đã phát triển thành công EC, thâu ca mạc siêu dẫn toàn phần đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước nhảy vọt từ đi học mề sang dẫn đầu cuộc chơi. Về phía các nhà khoa học Liên Xô, họ thực sự rất cảm kích vì Trung Quốc đã giúp họ vượt qua mùa đông lạnh giá. Được rồi, nhắc đến siêu dẫn thì không thể không nói đến một thực tế mà thiết bị thâu ca mạc mà chúng ta đề cập trước đó đều không phải là thiết bị siêu dẫn vì sao điều này quan trọng vì trong các cuộn dây tạo từ trường nếu không phải siêu dẫn thì sẽ tồn tại điện trở điện trở kết hợp với dòng điện lớn sẽ tạo ra lượng nhiệt khổng lồ khiến các cuộn dây dễ dàng bị nung chảy nếu vận hành quá lâu vì vậy những thiết bị này chỉ có thể chạy trong thời gian ngắn sau đó phải tắt máy để làm nguội để phát điện bền vững kiểu màu được 3 giây rõ ràng là không ổn muốn cho lò phản ứng hoạt động lâu dài bắt buộc phải dùng cuộn dây siêu dẫn vì trong vật liệu siêu dẫn không có điện trở nên dòng điện sẽ không sinh nhiệt dây dẫn sẽ không bị đốt cháy dù chạy liên tục Kết quả là, nam châm điện có thể vận hành ổn định trong thời gian dài. Trải qua ba thế hệ thâu ca mạc, sau bao lần đánh quái tích kinh nghiệm, đến cuối thế kỷ 20, loài người gần như đã tin chắc, chỉ cần có kích thước đủ lớn, năng lượng đủ cao và cấu trúc hoàn toàn siêu dẫn, chúng ta có thể chế tạo được trang bị tối thượng để tiến vào trận chiến cuối cùng và thế là ITER ra đời ai lo phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế là sáng kiến từ những năm 1980 khi lãnh đạo liên xô gồm bà chốt đề xuất với tổng thống mỹ Reagan, họ kéo thêm châu âu và nhật bản cùng hợp lực quyết tâm thực hiện bước cuối cùng để chinh phục năng lượng nhiệt hạch nhưng lý tưởng đẹp bao nhiêu thì thực tế lại bị dội gáo nước lạnh bấy nhiêu suy cho cùng mỗi người đều có ý tưởng riêng của mình khiến tiến độ ai tờ chậm như rùa bò đến cuối thế kỷ 20, anh bạn colinton có lẽ bị mấy chuyên gia năng lượng trong nước tẩy não bị quyết định rút khỏi ai tờ để tự chơi một mình ba bên còn lại nhìn nhau thiếu mỹ thì mất một chân đánh phòng kiểu gì đây thế là họ quyết định mở cửa mời thêm quốc gia khác và ngay khi lời mời được đưa ra, Trung Quốc lập tức nhập cuộc. Ngay khi thấy thỏ con tham gia, đại bàng không thể ngồi yên, ơ kìa, không lẽ thiếu mặt tôi, thế là Mỹ lại quay xe, nhanh chóng tham gia lại, Hàn Quốc cũng không đứng ngoài cuộc, họ gia nhập ngay sau đó. Năm 2005, địa điểm xây dựng chính thức được chọn ở Pháp, mọi người cuối cùng cũng sắn tay áo bắt đầu vào việc. Một năm sau, Ấn Độ cũng nhập hội, trở thành thành viên thứ bảy. còn chuyện tam ca đến trễ là tin tốt hay tin xấu với ai tờ, thì cầu trời cho thần Siva phù hộ các bạn vậy. So với các thiết bị trước, dự án quy tụ sức mạnh của bảy cường quốc này đã tiến một bước rất xa cả về quy mô lẫn tham vọng thông số kỹ thuật được thiết kế chỉ với một mục tiêu duy nhất đạt được phản ứng nhiệt hạch tự duy trì nói không hoa đây là lần đầu tiên toàn nhân loại gom hết tài nguyên kỹ thuật để chơi một ván bài tất tay với từ trường là một lò phản ứng thử nghiệm ai tờ cũng được giao nhiệm vụ giải quyết những bài toán nan giải đã tồn đọng nhiều thập kỷ trong công nghệ nhiệt hạch ví dụ như làm sao để bức xạ nơi tròn không phá hủy thành trong của lò phản ứng làm sao để tự sinh ra đủ chi tiêm loại nhiên liệu cực kỳ khan hiếm trong tự nhiên những câu hỏi này khó chẳng khác gì leo lên trời nhưng phần lớn là vì chẳng có sân chơi đủ lớn để thử không có kẻ địch sao luyện được tuyệt chiêu không có người thương ai cho mình cơ hội buông lời thả thính công nghệ nhiệt hạch vốn là một cuộc chơi do thực nghiệm dẫn dắt, nên nếu cứ ngồi nói suông, sợ khó, sợ tốn, thì chỉ có nước co đầu rụt cổ, chẳng có ý nghĩa gì, giải pháp duy nhất. Đồ thêm tiền, xây thiết bị lớn hơn, rồi giải quyết những vấn đề khó hơn trong chính thiết bị đó, và nhờ thế, cái mục tiêu tưởng chừng viển vông kia bắt đầu đến gần trong tầm tay. Vậy hiện giờ ai tờ ra sao rồi? Tính đến đầu năm 2025, dự án ai tờ, lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất lịch sử nhân loại, vẫn đang được thi công khẩn trương tại Marseille miền nam nước Pháp, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2025, nhưng đến cuối năm 2023, ban điều hành ai tờ, chính thức rời mốc hoàn thiện sang năm 2034. Nói cách khác, ai tờ vẫn tiếp tục bị lay theo đúng truyền thống quỷ báo. Tuy vậy, kế hoạch tổng thể vẫn giữ nguyên sau khi hoàn thiện iter sẽ tiến hành hàng loạt thử nghiệm với mục tiêu thực hiện phản ứng nhiệt hạch nutizium và chi tiêm đầu tiên vào năm 2035. nếu suôn sẻ nó sẽ trở thành thiết bị đầu tiên đạt điểm đốt phản ứng nhiệt hạch tự duy trì một cột mốc chưa từng có trong lịch sử nhân loại nhưng nếu lại đi lái tiếp ha ha với phong độ chạy deadline tính bằng thập kỷ của iter viễn cảnh đó không hề xa vời may mắn thay iter không đơn độc cuộc đua năng lượng nhiệt hạch đang nóng lên trên toàn cầu và rất nhiều dự án khác đang lặng lẽ tăng tốc có thể kể đến 1. CFETA của Trung Quốc Dựa trên kinh nghiệm từ EC, CFETA đặt mục tiêu là nền tảng cho nhà máy nhiệt hạch thương mại, tiến độ, hoàn thiện vào năm 2035, vận hành nhà máy thương mại trước năm 2050. Hai sở Park và ác của Mỹ, sở Park là thiết bị nhỏ hơn ITER, tờ, dùng 500 siêu dẫn nhiệt độ cao, nhằm đến đạt điểm đốt cuối thập niên năm 2020, kế tiếp là ác, lo phản ứng thương mại đầu tiên, dự kiến vào năm 2035. 3. Cây demo của Hàn Quốc Dự án lo trình diễn quy mô lớn, hướng tới thương mại hóa, tiến độ, khởi công giai đoạn 1 vào năm 2030, vận hành thương mại trước năm 2050. 4. Demo của Liên minh châu Âu, kế thừa từ ITER, hướng tới nhà máy nhiệt hạch công suất 500MW lên lưới điện, tiến độ, thiết kế và thử nghiệm vật liệu, thi công sớm nhất từ 2035 đến 2040. 5. E-Demo của Nhật Bản tập trung nghiên cứu vật liệu chịu nhiệt nu chăn và vận hành lâu dài, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng cho ITER và DEMO, tiến độ, đang trong giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu. Tổng kết, trong khi ITER vẫn đang hẹn ước tương lai, thì các đối thủ nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn, đang dần thu hẹp khoảng cách, thậm chí có thể vượt mặt bằng công nghệ siêu dẫn mới, thiết kế mô đun linh hoạt và tốc độ thi công tư nhân, cuộc đua năng lượng nhiệt hạch không còn là giấc mơ xa xôi mà đang hiện hữu từng ngày, nơi mà kẻ nhanh hơn, linh hoạt hơn, có thể chính là kẻ chiến thắng. Vậy là phần 2 đã kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo làm video dài không hề dễ dàng nên nếu thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục nếu muốn bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua qr code trên màn hình mình rất trân trọng